Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an cho biết vừa quyết định khởi tố một nhóm thanh niên đã dụ dỗ nhiều bé gái lang thang bỏ học để bán cho các quán massage, karaoke kiếm từ 4 đến 6 triệu đồng một người. Cơ quan chức năng đã khởi tố Trần Văn Huy 19 tuổi cùng với 5 đồng phạm để điều tra về tội mua bán người dưới 16 tuổi. Huy là người cầm đầu đường dây, địa bàn gây án tại các tỉnh Bắc Giang, Ninh Bình và Hà Nội. Theo cảnh sát, khi nắm thông tin về một số em gái bỏ học trước đợt dịch Covid-19, huy và đồng phạm phân công người chủ động làm quen qua mạng xã hội, tạo sự quan hệ thân thiết. Gần đây, hai em gái 14 và 16 tuổi, quê Bắc Giang và Thanh Hóa, đã bị nhóm huy lừa, hứa hẹn xin giúp việc làm có mức lương cao, nhưng lại đưa hai em về giam lỏng tại phòng trọ cho thuê ở khu công nghiệp Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh. Vài ngày sau, huy bán hai thiếu nữ cho quán karaoke và massage ở Ninh Bình và Hà Nội. Cảnh sát xác định, mỗi nạn nhân các đối tượng bán với giá tiền từ 4 đến 6 triệu đồng một người. Trong đó thậm chí có những nạn nhân bị bán qua lại nhiều lần cho nhiều chủ quán khác nhau.